Thôi gia đình em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm qua thì mấy chú cháu chuẩn bị làm chòi. Bữa nay là thím Tám bồi bổ cho hai chú cháu món mì súp. Mì súp. Sớm này đi chợ có mua được mớ xương. Xương nạc nha cả nhà. Bên này giá hẹ. Giá không có hẹ nha. Hẹ dính găng quá. Cải trắng với cải đỏ, hành tím. Rồi, bữa nay là thím Tám tung hoành trong nhà nữa nha. Rồi, thím Tám nấu xong rồi kêu vô ăn liền. Làm nha. Rồi em làm đi, như vậy làm gì làm đi. Để con nhà chạy mua thêm lưỡi cắt sắt đó mày. Bị tai ngang á, không biết á. Con đi mua đi. Dạ. Ở đây thím Tám làm gì làm nha. Rồi, Tám đang bắt nước lên rồi. Dạ. Tám tung tăng mình. Quá là món mì. Bữa nay nó mì cam nha. Rồi có hành trước bào cho nó khô. Cả nhà ơi, ở đây em cắt cái cắt. Sớm có cắt rồi nè. Ồ, nắng gì đâu chú Tám ơi. Trời ơi, em ơi chú Tám. Mưa bất thường. Làm gì làm cho thăm bà chủ cái coi. Tám trụng thịt xong rồi nè. Tám bấm cái xôi lên xong rồi bắt đầu tám bầu củ cải xong bắt đầu rửa sắc da. Dạ. Giờ ngồi bầu củ hành. Ngồi bầu củ hành có bài gì hát không nghe con bữa. Lanh dùng chửi hoài nhỏ nghỉ. Nó thêm. Anh ơi. Anh có gì anh hát nghe em bản à? Thôi em hát em ngồi em làm hát đây hai chú cháu mà ngoài nắng. Wow, thôi. Tám có gì hát chưa con ơi. Tám là làm chuyện. Hôm qua thím Tám đi xong quất ngược 3 bài bữa nay hết bài cả nhà. Hết bài. Rồi Tám ơi. Rồi. Hôm nay mấy chú cháu mình dựng gạch đám cưới nha. Tối em qua có đi chuyện qua có đi hàng với cái này nè cả nhà, là mình không có trông cọp nha, là mình để cái này lên mặt đất luôn tiện lợi sắt trông xét làm gì tiện nữa. Mình cũng cháu mình hết thấy làm YouTube là hết tại coi á cả nhà. Chứ đang sợ chứ cô chú mà ăn
cháu tranh thủ tối làm tới 7-8 giờ. Mẹ con bé ở đâu mập rồi mát. Này à, rủ rồi ăn gì đây? Tám cho ba con tôm khô vô luôn. Ở nhà tám còn ba con khô, tôm khô. Ý không phải, khô mực. Khô mực hả? Khô mực, tám ngầm tám xé vô luôn. Vô. Bữa nay ăn ngọt dữ luôn. À, bây giờ tám nêm luôn nè. Này, đường phèn, hạt nêm, mật ngọt, tí muối. Có đường phèn luôn. Đây đường phèn nè nha. Đó. Có chừng phèn chua đó nha. Không, đường phèn tám đây hủ đây viên. À. Cho chú ơi. Rồi có liền, có liền, có liền, có liền. Rồi xong. Trong đó. Rồi làm xong rồi chút vô ăn nha con. Dạ. Rồi. Đó, tắm đêm xong rồi đó. Hấp dẫn quá ha. À, giờ mình để đây cho xương nó mềm chút xíu nữa đi không có sao đâu. Dạ. Bà chủ này thấy vậy á cả nhà. Ban đêm làm chết khỏi có khổ cái ly nước uống. Nó hiểu vậy. Ra luôn. À, xí quắp. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn ha. Khô. Khô mực. Mực, khô mực. Hành vô lên chỉnh đi em tiếp. Đang làm với chừng hai cái pin của máy khoan nó hết pin rồi. Bây giờ sạc pin. Hai bên con nào cũng hết trơn hả con? Dạ. Kế lên cái nồi là... À, cả nhà ơi, sau khi món ăn của Tiến Tám làm cho hai chú giáo cũng xong rồi nè, thì em muốn xin mời cả nhà cùng dùng cái gì mì nhé, xíu quách mì, xíu quách mì với gia đình em nha. Ơi, mình cũng mời cả nhà dùng bữa với ba mình riêng mình nha. Mời cả nhà dùng bữa với mình luôn nha. Này Tiến Tám mời mỗi gia đình nha. Năm quá rồi. Chiều ăn cơm. Này xong rồi có sức khoai bếp nè. Con hồi nãy con dùng lại. Con mới đặt một cái gì
cái phan xí bù lông á. Rồi con. Mấy cái phan này phan nhiều quá. Thôi, chạy. Quá rồi, thấy đồ thấy no. Bữa này dặn xong rồi mấy chú cháu mình có làm gì làm luôn. Thì cần tôi chuyện làm. Nhưng mà cái phan này phan nó yếu quá. Phan gì đâu mà. Cái giá không biết lâu rồi. Nước nó ngọt. Tại mình nó mặn á, em không có đi mặn gì mày. Dạ con ăn rau chứ, món này là món hảo không à. Hảo nè. Trời nước ngọt. Dư, con có cầm hả? Có. Dĩ giả. Dạ. Giả nữa. Giả dạ, cho mẹ. Ừ. Quá nè, mày hay quá lắm rồi. Quá. No luôn. Giá nữa ngon. Rồi mấy chú cháu cũng gắng tranh thủ ngày đêm để xanh nhau nhanh gọn lẹ cho các bạn xem những cái cảnh quay clip của nha. Con chanh không? Con chanh không? Dạ không. Cái nào mặn nó mới đi chanh. Cái này là tám lần nấu dường luôn. Lời yêu cầu quá dạ. Ừ. Cháu tranh thủ làm ngày ăn đủ rồi thì tối làm đêm luôn. Tối về làm đêm. Đêm này làm lúc chiều giờ tới tối thì mát. Ừ. Tối làm mẹ tới đâu? Dạ, mát ra trời á. Ừ. Còn đâu cũng qua tiếng là chuyện thấp lên tiếng luôn. Em biết ăn đói rồi đó. Ừ. Sáng anh chịu ăn sáng uống cà phê không? Trời đó chưa ngọt. Trồng nước suối. Ngày mốt cái món súp này để chúng Tám nấu được nè. Chúng Tám nấu nước súp trồng ke luôn cả nhà. Trồng ke luôn á, biết không? Tám trộn thịt nè, muối hột vô nè, giờ Tám đập củ hành vô nữa. Em trộn thịt chứ em có đựng xôi đâu. Đựng xôi vô nó không có thấm thiết gì nè. Rồi, giỏi, giỏi. Trộn luôn. Biết giỏi lắm rồi. Em cứ ăn canh em dốc bọt luôn, dốc bọt luôn nha. Ăn dễ sống mà. Đúng rồi. Xong đi về làm cho hai chú cháu con mượn ca cái chanh uống đi. Chứ liệu cũng không có đã đâu. Mượn ca. Dưỡng luôn á con ha. Cái súp dưỡng luôn. Các con giá được. Sao bạn thôi nổi hơn rồi. Nhiều phở hủ tiếu rồi vậy. Ừ. Nắng quá. Nó thường ớt à. Kia chỉnh máy để đó hồi chút xíu nóng quá tắt máy là nó tắt à. Tại vì không có chỗ để mà mình dựng nó hơi nắng á. Nắng quá con ơi. Dạ. Sáng này nắng. Ừ. Nó càng dân nó không thôn. Ừ. Thịt còn đó con. Dạ. Anh luộc thịt này nè. Đem luôn nè, xương bên, thịt bên luôn. Thịt này luôn. Ừ. Anh biết rồi đó, xương rất gan bên nè, thịt nè. Nè, thịt nằm bên nè. Quá trời, thịt bớt luôn. Giờ thịt có mềm hay không là Tiến Tám ăn vô là biết liền. Trời ơi, già nè. Con cả nào ăn cũng được chân rồi, Tiến Tám ăn vô là y da, y da. Nè nè. Mềm luôn á.
quả hành nặng 2 kg thọ người. Thím Tám niêm đường phèn đó nha. Ừ, bữa giờ đường phèn ngon á. Ngọt thanh. Nước súp ngọt thanh luôn. Ngon quá, thịt nó mềm luôn. Đói quá, còn thắng công phải anh Tâu. Chồng mới đói. Chồng đói quá. Cực nói chuyện, nó nói chuyện nổi luôn. Nó bụng á. No làm nổi. Thế như là con lên kế hoạch là cái chòi này là làm khoảng đầu tư đến ngày hoàn thành là coi như là cả tuần lễ á. Tại vì mấy chú cháu bằng quay 2 clip nha cả nhà. Gia đình em quay 2 clip tại vì quay buổi sáng rồi quay buổi chiều xuống ghe nữa nên thời gian nó sẽ rút lại một chút xíu mình xuống ghe nữa. Vậy rồi đi một clip chiều về cái 5 giờ à. Dạ. Hai cháu nghỉ ngơi chút rồi ra bắt tay làm đêm luôn á. Em làm cho hai ly cà phê hai chú cháu làm tiếp ha. Tối có đói em mua bánh ú sẵn kìa. Em tám có bánh ú á con. Dạ. Tối á cho tối bà chủ gì vậy? Tối cho ăn bánh ú. Tối chiều tối mình mua 2 ổ bánh mì heo quay nè. Mà chủ ban ngày nói vậy đó cả nhà. Ban đêm làm cái nung chết luôn. Không có ca nước uống nữa. Ngủ rồi. Nó ngủ. Mới 6 rưỡi bà chủ ơi, đâu có thấy rồi. Trời ơi, không có tiêu rồi. Về xong tắm ngủ luôn. Rồi, cho bà chủ ngủ mà. Được, chủ có sức khỏe, bà chủ nấu cho 200 nè. Chú Tám ơi, ông dài cả nhà nói là Tiếm Tám là lúc này là căng da chắc thịt rồi đó. Mặt tròn rồi đó ha.
cái mặt tròn nó hồng luôn á. Mọc luôn vô được 4 chai nước biển rồi, mọc quá trời. Rồi đủ cái lông đủ cánh này bay đi nha. Chết à. Quá nè, không ăn thịt trên này còn thịt nhóc luôn nè. Rồi ăn cũng nhóc nè. Quá, thôi nào tôi nấy gì chừng. Nè, tám thịt nè. Bữa nay con mua thịt nhiều quá trời à. Sớm con mua, con mua xương thịt mà mua có 50 ngàn. Ừ, cũng nhiều thứ rồi. Dạ. Mối cuộc á. Ừ. Bán rẻ. Đầu mua 40, thấy ít quá mua thêm 10 ngàn nữa cái không biết thảy cho nên cục bự luôn. Cục bự luôn. Quen á ta cho thêm con á. Dạ. Cảm ơn má. Ừ. Ừ, giỏi má quá. Nè cho anh miếng mực nè. Đó. Cái bên em cho ăn mực á. Nhận hờn nhà không nổi. Dằn yếu à. Ừ. Nấu súp mình cho mực tiêu vô nó ngọt. Ừ. Nó ngon. Ừ. Ừ. Ăn thấy thường quá. Ăn lên cục thịt. Giờ tay. Bóc bóc luôn. Bụng ăn ngon lắm.